Rồi, sáng nay làm cái clip nhận định thị trường đầu ngày cho mọi người ha. Chúng ta nhìn BLC. BLC sau cái nhịp hôm qua, tuần 6 hôm qua nó lao xuống nó cái sóng ER 4 giờ và nó phục hồi lên rất là nhanh. Đây. Thì hôm nay giá vẫn nằm trên sóng ER cho nên chúng ta sẽ canh xuống chứ không bay lên, tuyệt đối không đánh ngược trend, nhắc lại không đánh ngược trend ha. Chúng ta sẽ áp dụng về bài học Fibonacci đấy, đỉnh điểm hồi. Hiện tại cần phải thấy Fibo nó vượt qua vùng 50% thì mới an toàn. Cho nên ở vùng này chúng ta bay sẽ rủi ro, biết là rủi ro nhưng cứ bay đi. À, vẫn tốt hơn là sell. Ok chưa? À, bay theo 4 giờ, bay xuống 4 giờ. Phá Fibo 50 qua đặt áp thì ngon. À, rồi. À, những con khác thì xấu hơn. Những con bữa nay không nên đụng vô. Một số con đẹp DNB thì ok nè. DNB ok nè. DNB bữa nay đẹp nè. EKH thì không đẹp rồi. PNB 4 giờ và BKC và 30 phút đều rất là ok. Canh quay xuống bát mốt. À, đó. OP. Vẫn cứ OP. OP 6. OP chưa ngon. À. OP không có ngon. Rồi. OP thì phải áp dụng cái bài hôm qua, cái bài Zoom hôm qua không biết. Anh em nào ai ai bên 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 thi giải ai còn nữa nè. OP thì ok đó, ví dụ là đấy nè, đỉnh nè, vùng này hồi này ok nè, hồi này ok nè, đúng chưa? Bây giờ kéo nè, đấy nè, đỉnh nè, đỉnh hồi nè, 1.0 nè, 1.618 mình rồi. Ok. À, rồi giá hiện tại một một mũi tên, hai mũi tên xong. Ok ngon đấy, bay được. À, VNB thì phải 4 giờ. BNB cũng ok nè. Đó nha. Đấy. Đỉnh 50 nè. Thấy chưa? Fibo 50 nè. Thấy không? Cái bài này rất là hay. Để em lát tôi public lại luôn. Cho cộng đồng luôn. Để cho mấy thầy bà khác mất hết giấy cơm luôn. Đấy. Đỉnh điểm hồi rồi nhìn nha, 1.0 đỉnh cũ đúng chưa, 1.0 trùng đỉnh cũ 1.618, có nghĩa là cái chiến lược này tôi đang chỉ với ông đánh trên sóng ba đó, đánh trên sóng ba đó, sóng ba của Elliot đó. Một phẩy sáu một tám, các bạn thấy chưa, các bạn nhận thấy điều gì không? Mở trên khung tuần sẽ thấy 1.618 chính là đỉnh cũ, chính là đỉnh cũ nè, 1.618 chính đỉnh cũ nè, đúng không? Cái vùng ở dưới này 1.0 là đỉnh cũ luôn nè, đúng không? Bây giờ mở lại 1.0 là đỉnh cũ nè, 1.618 là đỉnh cũ luôn, nên có nói BNB múc lên, ai mà muốn ăn dài lên đây nè, các bạn đánh X10 thôi, ăn dài là đánh X10 thôi. Ăn 1.618 nó ít 10 không? Còn cầu đen đây có thể ít 15, ít 20. Được chưa? Rồi, tiếp. Hôm nay thêm một cái kinh nghiệm cho mọi người. Có một bạn học viên cũ, đến giờ này mà bạn nó vẫn còn hỏi vào những con ETH, FI, rồi ZK, rồi GNS, rồi RDND gì đó. Những con đó nên giữ. Mấy con này mùa trước gì đó. Tôi nói các bạn giờ này các bạn còn có tư duy, mấy anh em nhà mình còn có tư duy mà giữ mấy cái đồ quỷ này, tài khoản các bạn nó không có khá lên được, nát dài dài. Và tôi nói rất rất là nhiều rồi, tôi nói rất nhiều và cộng đồng còn biết, mà chính các bạn là những học viên cũ mà còn không biết thì rõ ràng đó, thời gian qua các bạn không có nghe clip của tôi, các bạn được nằm trong cái group học viên mà những cái thằng khác nó phải bỏ bây giờ giá 2.000, 3.000, 2.000, 2.000, 3.000, 2.000 đô để vô
mà trong khi các bạn làm trong đó các bạn không hề biết trân trọng. Các bạn nhìn lại đi, tài khoản các bạn mà giữ mấy cái đồ quỷ đó, tài khoản các bạn có khá hơn không, có khá hơn không? Thay vì các bạn muốn vào những con đó, vào spot những con đó, các bạn tự hỏi bản thân các bạn vào để làm cái giống gì, mục đích là cái gì, các bạn vào để kiếm tiền hay các bạn vào những con đó là vì nền tảng nó sẽ mang hòa bình cho thế giới, nền tảng của nó sẽ được nhiều người xài, nó sẽ đến ít 5 ít 10, các bạn vào mục đích gì, có phải vì tiền không? Nếu mà vào vì tiền á thì mấy ông cố nội đánh BTC, đánh Marine BTC nó vẫn kiếm được tiền hàng ngày có sống, nó có nhiều cái để ăn và có SL, còn hơn là mua mấy con kia đủ, nó mua xong rồi đu đu hoài luôn. Tôi nói rất nhiều, nói bao nhiêu lần rồi, các bạn biết mấy năm trước á nhiều người như các bạn, tôi cũng như các bạn, stan ngon không, công nghệ meta của Facebook đúng không, stan nè, mana nè, matic nè, metaverse nè, web 3 nè, NFT nè, một đống cái con thời đó, có những cái trend, thậm chí có những cái trend cái con GNT nè, GMT đúng không, GM, GM, GMT gì đó, cái con mà chạy bộ á, con mà mới ra chạy bộ nó lên như điên, nhớ không, nhớ không, đó mấy cái trend đó, bây giờ có ai đánh con đó nữa không? Thì bây giờ y chang vậy á, bây giờ mấy con mới ra y chang vậy đó. Tôi nói các bạn, on coin nó sinh ra với cái mục đích là nó hút cái đám đông cày yếu, bu ri yếu á, cái đám mà gọi là cùi bắp á, thích đó, thích thích giàu trong ngắn hạn á, nhảy vô con này nhảy vô con kia xong rồi đu luôn không suy thoát, nó đu hết mùa 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 cũ đến mùa mới, xong cái hỏi bây giờ có nên giữ hay nên cắt, cắt những cái con BTC và ETH luôn là chân ái. Nhớ với tôi, tự hỏi bản thân mình điều gì xảy ra nếu năm ngoái em mua ETH và BTC, điều gì sẽ xảy ra, điều gì xảy ra nếu như 3 tháng trước, 6 tháng trước em mua ETH và BTC, bây giờ em ngồi không chỗ em đã có tiền rồi, mà cái giống gì đâu với con nó kia vậy, nói hoài luôn vẫn còn người đâu chịu ha. Tiền của các bạn, tài sản của các bạn, cái trách nhiệm của tôi, cái nhiệm vụ của tôi là tôi khuyên, tôi cố vấn, tôi hướng dẫn, việc còn lại giàu nghèo vẫn là ở các bạn, ok chưa, đu mấy con đó, chấp nhận tài khoản nó chia nha. Bởi vì tôi nói rất nhiều, Oncoin sinh ra với một cái mục đích, các bạn nhìn vô tổng vốn hóa của thị trường này coi, có phải BTC ETH chiếm bao nhiêu phần trăm, nó chiếm mẹ nó 60-70% rồi, ETH và BTC hai thằng cộng lại, vậy thì tiền đâu vô nhiều dữ vậy, tiền đâu vậy, mọi người hay vô Oncoin mà tại sao tiền đâu vô nhiều dữ vậy, tại vì đám đông gom tiền, có nhiêu tiền gom vô Oncoin hết rồi, nghe nói nó chuẩn bị lên, nghe nói cái gì cũng nghe, cái gì cũng tưởng hết, cuối cùng vô đu hết mùa này đến mùa nọ không rút được kinh nghiệm, xong rồi tiền nằm trong đó, cái thằng mất tiền thì nó nghĩ nó đi ra, cái thằng thắng cục thì ôm cục tiền trong đó, cái nó lấy nó mà chơi tiếp thì nó cũng mất, nó lại đi ra như các bạn, cuối cùng vòng vòng nó cũng lọt như BTC với ETH, mấy nhà tạo lập nó cũng lấy cái đó của các bạn nó bỏ như BTC ETH. Các bạn mở con mắt ra, các bạn lắc cái não lên, các bạn hỏi mấy thằng mặt lờ nó tạo ra mấy cái dòng dòng coin đó, tài khoản của mày giữ bao nhiêu BTC, bao nhiêu ETH, mày dám nói cho thiên hạ biết không, hỏi nó đi, hỏi nó, tiếng Anh khó quá hỏi mấy anh Việt Nam á, mấy anh tạo ra đồng Việt Nam á, tài khoản anh giữ bao nhiêu BTC ETH, sao anh đéo giữ mấy con của anh đi mà anh giữ BTC ETH dữ vậy, hỏi nó đi, không lẽ giờ cô nói cô chơi với tụi nó thì nó kỳ, cô nói thiệt, không lẽ giờ cô nói cô chơi cô nó cô biết thì nó kỳ, nhưng mà đi hỏi nó đi nha, giờ nó nói cho nghe đó, nó nói cho nghe xong rồi nhớ suy nghĩ, ủa đủ mắt cô tiền tài sản của mày, mày hô hà tao vô cái đồng con của mày sao mày đéo giữ đồng con mày quá trời quá đất đi, mày giữ nó đi, mày bật giữ BTC á mà con mẹ gì vậy, hỏi nó nha, đó chơi thời gian bao nhiêu năm trôi qua rồi, 1 năm, 2 năm, 3 năm rồi, chúng ta cũng có kinh nghiệm rồi ha, mất tiền không có sao, nhưng quan trọng phải rút được kinh nghiệm, đừng có dễ bị đu, ok chưa, rồi báo cho mọi người cái này cô sẽ không, sau này cô không cập nhật cái chim tinh học dự đoán mỗi ngày, hay gọi là haki quan sát á, hay nói đùa, tôi sẽ không nói, tôi sẽ không dự đoán cái đó được chơi bên cộng đồng, mà tôi sẽ báo bên con bot của anh em học viên á, anh em học viên có con bot á đó. Đó, dự kiến ngày hôm nay không có sóng, không muốn ngon lành,
nó đi tàn tàn cho đến 5 giờ chiều trở đi, 5 giờ chiều 6 giờ chiều trở đi bắt đầu mới có sóng, nhưng cũng không có lý tưởng, cho nên hôm nay đánh cẩn thận ha. Sau 5 giờ muốn làm gì làm, sau 5 giờ coi lại giá mới đánh mạnh, ok chưa? Đó cái clip cái bài hôm qua lát cũng public luôn à, tôi chán mấy ông quá, nghe mấy ông hỏi tôi chán quá à, má đánh đánh nó quần què vậy mua hoài đéo hiểu luôn này nha.